Kính thưa cộng đoàn, mùa chay thánh là thời gian thuận tiện để thanh luyện tâm hồn và củng cố đời sống Kitô hữu. Xin Chúa hướng lòng chúng ta đến với những điều sâu thẳm trong tâm hồn. Đó là cầu nguyện một cách đơn sơ, hy sinh hãm mình vì yêu mến Chúa và chân thành làm việc bác ái giúp đỡ tha nhân mà không cần đền ơn đáp nghĩa. Trong tâm tình cảm tạ và hồi tâm sám hối, giờ đây xin cộng đoàn hiệp ý với Đức Tổng Giám mục Giuse và quý cha đồng tế dâng lên Chúa ước nguyện chân thành của chúng ta, để cầu cho các thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ, cách riêng cho những tân chức ban đại diện giáo hạt mới lãnh nhận trách nhiệm cộng tác với cha hạt trưởng và các vị mục tử trong giáo hạt. Và đặc biệt, chúng ta cầu xin Chúa ban cho cánh đồng truyền giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn, của giáo hạt Tân Sơn Nhì luôn được thăng tiến và phát triển mọi mặt, để làm vinh danh Chúa và mang lợi ích cho các linh hồn. Mời cộng đoàn hướng về đoàn rước và cùng với ca đoàn hát ca nhập lễ.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cha, cha hạt trưởng, quý cha và toàn thể quý ông bà anh chị em trong hội đồng mục vụ, chúng ta đã dành ra buổi sáng để chúng ta học hỏi về những nhiệm vụ của chúng ta, học hỏi về cái tinh thần tư cách của một người phục vụ trong hội Thánh Chúa, của một người tông đồ. Chúng ta tạ ơn Chúa về tất cả những kiến thức mà chúng ta đã học được, về những kinh nghiệm chúng ta đã chia sẻ cho nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng ta phải có ơn Chúa. Chúng ta kết thúc một buổi học tập bằng việc cử hành thánh lễ để chúng ta cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến trên chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta từ trong nội tâm, trong đáy sâu thẳm của linh hồn chúng ta. Và nhất là chúng ta nhờ Thánh Thể Chúa, nhờ ơn thiêng của Chúa qua Bí tích Thánh Thể để chúng ta cũng được biến đổi trở thành một người tông đồ phục vụ theo tinh thần của Chúa Giêsu là mục tử tối cao của giáo hội. Chúng ta tham dự thánh lễ này sốt sắng để xin Chúa ban cho nhiệm kỳ của anh chị em phục vụ trong các hội đồng mục vụ của giáo xứ hoặc là nhiệm kỳ của các đoàn thể anh chị em chu toàn sứ vụ của mình một cách tốt đẹp và đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng cho cộng đoàn dân Chúa. Và giờ đây chính chúng ta cũng ý thức rằng chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta là những người bất xứng, chúng ta là những người kém cỏi, chúng ta cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu hèn đã xa vòng tội lỗi, cúi xin Chúa rộng lượng thứ tha và ban ơn giải thoát để chúng con được hưởng sự tự do đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trích trong sách Sáng Thế: Phần ngươi và dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia, hãy giữ lời giao ước của ta. Chúng ta luôn tự hào có Thiên Chúa là Cha. Ngài sẽ bênh vực, giải thoát chúng ta khỏi tay những kẻ gian ác. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài trích sách Sáng Thế.
Khi ấy, ông Áp-ram cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng: Phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi. Ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu. Do đó, ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Canaan, làm sở hữu vĩnh viễn. Và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: Phần ngươi, hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đó là lời Chúa.
Con xin thưa, khi con công bố đó là lời Chúa xong, xin cộng đoàn tiếp tục đứng để lãnh phép lành từ Đức Cha. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy, thế mà ông lại nói: Ai tuân giữ lời tôi thì không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết, ông tự cho mình là ai? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng có giá trị gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói: Ông chưa được 50 tuổi mà ông đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta dâng thánh lễ hôm nay là thánh lễ của ngày thứ năm trong tuần thứ năm mùa chay. Tuy nhiên thì từ các bài đọc lời Chúa này, chúng ta cũng có thể rút ra được mấy điều suy gẫm cho tất cả mỗi người chúng ta là những người đang thi hành một cái sứ vụ, một sứ mạng ở trong đời sống của hội thánh, hoặc là giáo mục, hoặc linh mục, hoặc là giáo dân, hoặc là hội đồng mục vụ, hoặc là ban trị sự, vân vân. Tất cả chúng ta đều đang thi hành một sứ mạng ở trong giáo hội. Chúng ta hay nói thế này: chúng ta có một sứ mạng, chúng ta có một sứ vụ. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco nói thế này này, là chúng ta là sứ mạng. Không phải chúng ta có sứ mạng, mà mỗi người chúng ta là một sứ mạng. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là không phải là chúng ta sinh ra đời đó, rồi thì Chúa gọi chúng ta làm điều này, làm điều kia, chúng ta lãnh trách nhiệm hội đồng mục vụ, rồi ban trị sự, rồi chúng ta lãnh một cái sứ mạng được thêm cho chúng ta.
nó không phải cái chuyện ngẫu nhiên, không phải là chuyện phụ thuộc như thế. Không, chúng ta là sứ mạng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sinh ra đời này là vì một cái sứ mạng mà Chúa đã định cho chúng ta trước. Chính vì cái sứ mạng đó mà chúng ta mới ra đời. Cũng như Đức Mẹ Maria, chính vì cái sứ mạng là mẹ của Đấng Cứu Thế, cho nên Chúa mới cho Đức Mẹ sinh ra trong cái tình trạng đặc biệt, đó là ơn vô nhiễm nguyên tội, vân vân. Cũng như lời của các tiên tri nói là từ đời đời Cha đã gọi con. Chúng tôi ra đời là vì Chúa đã gọi chúng tôi từ đời đời. Đó. Cho nên đời chúng tôi là một cái sứ mạng giáo mục, là sứ mạng linh mục. Chứ chúng tôi không có sứ mạng giáo mục hay sứ mạng linh mục. Cũng vậy, anh chị em là Kitô hữu, là những người phục vụ ở trong cộng đồng dân Chúa, anh chị em là sứ mạng. Chính vì từ đời đời Chúa đã muốn trao cho anh chị em cái sứ mạng này, cho nên Chúa mới dựng lên anh chị em. Chúa muốn anh chị em sinh ra làm người Kitô hữu để làm chứng cho Chúa, để phục vụ trong cái công cuộc loan báo tin mừng. Chính vì cái sứ mạng đấy mà mới có anh chị em và chúng ta mới ra đời. Cho nên mỗi người chúng ta là một sứ mạng. Nói như vậy để chúng ta thấy là cái công việc chúng ta đang làm nó quan trọng lắm. Không phải là chúng ta có cái sứ mạng này thì làm hay không cũng được. Không, đời anh chị em là cái sứ mạng đó. Không làm là lỗi to, không làm là lỗi bổn phận, không làm là chúng ta không đạt được ý nghĩa về cái cuộc đời của chúng ta. Đức Giáo Hoàng hay nói như thế đấy. Chúng ta là sứ mạng. Vậy thì thưa anh chị em, từ cái khởi điểm đó, chúng ta đọc lại các bài đọc lời Chúa, chúng ta thấy được rằng chúng ta cần có những đức tính cần thiết phải có để chúng ta chu toàn cái sứ mạng của cuộc đời chúng ta. Trong cái bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy nói tới Abraham. Abraham cũng vậy. Abraham được ra đời bởi vì ông đã được tuyển chọn để trở thành cha của một dân tộc. Và để chu toàn cái sứ mạng đó thì Abraham hoàn toàn tin tưởng ở nơi Chúa. Abraham là con người có lòng tin, tin ngay cả khi gặp thử thách, ngay cả khi không còn cái gì để mà hy vọng nữa thì ông vẫn tin. Cuộc đời của Abraham tin tưởng vào Chúa, một con người đạo đức, con người gắn bó với Chúa, hết lòng vâng phục thánh ý Chúa. Cuộc đời của chúng ta là một người tông đồ của Chúa, anh chị em cũng phải có cái lòng tin ở nơi Chúa. Chúng ta được tuyển chọn để làm một cái công việc nào đó ở trong giáo xứ thì không phải chỉ là làm một công việc, mà trước hết anh chị em phải có cái đời sống đức tin, phải thực sự gắn bó với Chúa. Anh chị em là tông đồ mà, chứ đâu có phải là một cái người đi làm công chức. Người công chức thì tôi cứ làm xong việc rồi về, chẳng cần biết mình là ai nữa. Giả sử có sống bê bối một tí thì chẳng sao cả. Ban ngày tôi đến tôi làm việc, tối tôi về tôi ăn chơi, tôi phạm tội, đâu sao đâu. Dĩ nhiên là tội thì bị án hình sự ha. Nhưng mà nó chẳng ảnh hưởng gì tới cái nghề nghiệp, cái chức vụ chúng ta. Nhưng mà là Kitô hữu thì khác. Chúng ta được gọi là tông đồ thì chúng ta phải sống xứng đáng với cái nhiệm vụ tông đồ của mình. Đó. Chúng ta phải có lòng tin, phải có tâm hồn đạo đức, phải có sự sốt sắng cầu nguyện. Chứ không phải là công tác là một nẻo rồi về chúng ta sống một kiểu khác. Không. Bắt chước Abraham, hết lòng tin tưởng ở nơi Chúa, gắn bó với Chúa, đời sống nội tâm kết hợp mật thiết với Chúa. Hồi xưa khi tôi còn đang làm cha sở thì tôi thấy một cái sự kiện này là tuần tới đây là tuần thánh. Tuần thánh thì các ông trùm trong các giáo họ, trong giáo xứ vất vả lắm, lo tổ chức nhiều lắm, nhất là sứ đạo di cư nữa, ngắm nguyện rồi đóng đanh rồi táng xác, cho mấy ông trùm mệt lắm. Thì ngày thứ năm, thứ sáu tuần thánh rất là vất vả, có khi suốt đêm cả ngày nữa. Đến tối thứ bảy tuần thánh vọng phục sinh,
thì cái buổi tối vọng phục sinh ấy, tôi chứng kiến một cái điều mà tôi hay hỏi đố anh chị em ấy, là tối thứ bảy tuần thánh trong đêm vọng phục sinh thì mấy ông trùm làm cái gì? Họ bảo ông trùm làm này làm kia. Tôi bảo không phải. Tối thứ bảy tuần thánh trong đêm vọng phục sinh là nghi thức cử hành để các ông trùm ngủ. Bởi mệt quá rồi. Thứ sáu, thứ bảy thức đêm mệt quá rồi. Cái giờ mà công bố phục sinh là tối thứ bảy là tôi quan sát là mấy ông trùm ngồi ngủ hết rồi. Bởi mệt quá. Đấy. Nghĩa là mình đẩy cái công việc mà quên rằng chính mình cũng phải có đời sống đức tin. Anh chị em phục vụ trong các giáo xứ cũng vậy nhé. Lo điều hành công việc nhé. Nhớ dự lễ đàng hoàng. Chứ nhiều khi mình đi quan sát, mình giữ trật tự, cuối cùng mình chẳng được lễ gì hết. Mình đâu được nghe lời Chúa đâu. Mình coi trật tự người khác đi lễ, người khác nghe lời Chúa, chứ còn chính lời Chúa không vào tai mình. Không vào. Đó. Cẩn thận. Chính anh chị em phải có đời sống đức tin, gắn bó với Chúa, yêu mến Chúa. Đó. Phục vụ thì phục vụ công việc, nhưng mà mình trước hết là Kitô hữu, là người phải lắng nghe lời Chúa, phải xương năng, xương tội, rước lễ, dự lễ, phải có đời sống đạo đức. Đó. Như vậy thì đời mới là siêu mạng. Rồi điều thứ hai, chúng ta có thể nhìn thấy trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cũng là sứ mạng vậy. Chính vì cái sứ mạng cứu thế cho nên Chúa Giêsu mới ra đời. Đời là sứ mạng. Đâu phải Chúa Giêsu vào đời xong rồi Chúa Giêsu rồi Thiên Chúa trao thêm cho Chúa cái việc này việc kia, không. Chính vì cái sứ mạng chết trên thánh giá, chính vì cái sứ mạng cứu thế mà Chúa Giêsu mới sinh ra đời làm người sống như chúng ta. Đời là sứ mạng. Đó. Và khi thành sứ mạng, Chúa Giêsu đã làm cái gì? Trong bài tin mừng ngày hôm nay có cái câu quan trọng lắm. Chúa Giêsu nói thế này: nếu ta tự tôn vinh mình thì vinh quang ấy chẳng có nghĩa gì hết. Mà trái lại, tôi tìm vinh quang của Cha, của Chúa Cha đấng đã sai tôi. Trong suốt cả cái cuộc đời sứ mạng ấy, Chúa Giêsu chỉ nhắm một điều duy nhất, đó là tìm vinh quang của Chúa Cha, thực hiện thánh ý của Chúa Cha, chứ không tìm vinh quang mình, không làm theo ý của mình. Và vì thế cho nên Chúa chấp nhận tất cả sự vất vả, khổ cực, thậm chí cả cái chết, miễn là Thiên Chúa được vinh quang, miễn là ý của Chúa Cha được thực hiện. Thưa anh chị em, đấy cũng phải là cái tiêu chuẩn hành động của chúng ta. Tiêu chuẩn để hành động. Anh chị em hoạt động, anh chị em phục vụ, nhưng mà chúng ta cứ thử hỏi xem cái động lực nào thúc đẩy chúng ta. Chúng ta làm phục vụ trong giáo xứ có phải là vinh quang Chúa không, hay là vì chúng ta tìm kiếm danh lợi? Vì chúng ta. Rồi khi chúng ta làm việc, chúng ta xét theo tiêu chuẩn nào? Tôi làm cái này dựa theo cái nguyên tắc nào? Có phải là nguyên tắc của phúc âm không, hay là cái nguyên tắc của đời, nguyên tắc của xã hội? Ví dụ nguyên tắc của giáo hội là sự hợp nhất, sự bình an. Nguyên tắc ở đời là không được thì tôi hạ bệ thôi. Tôi nói xấu nhau, tôi nói hành, tôi tạo bè, tạo nhóm. Tôi chia rẽ trong giáo hội đó, trong giáo xứ đó, không theo ý của tôi là tôi kéo bè kéo nhóm, rồi tôi nói hành nói xấu, rồi kéo quân đến nhà thờ trong khu xóm để tạo nó sự chia rẽ, để làm sao để phải được đi theo ý của tôi. Đó là nguyên tắc ở đời đó. Vậy thì chúng ta theo tiêu chuẩn nào, chúng ta tìm cái vinh quang cho ai? Chúa Giêsu nói rõ, nếu tôi tìm vinh quang cho tôi thì vinh quang đó chẳng có là cái gì hết. Vinh quang của Chúa Cha kìa, đấy mới là quan trọng. Ý của Chúa Cha mới là quan trọng. Cho nên khi anh chị em làm việc trong các cộng đoàn giáo xứ, chúng ta phải có một cái sự thanh luyện các động lực. Cái động lực này, cái gì thúc đẩy tôi? Ai thúc đẩy tôi? Cái gì thúc đẩy tôi làm? Mà cái này khó lắm. Nó sâu xa trong mình này, không biết đâu. Mình cứ tưởng mình làm điều tốt, nhưng mà biết đâu là cái động lực xấu, danh, lợi, thú, nó ở sâu xa trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, nó thúc đẩy chúng ta làm mà mình không biết. Cái động lực nào
Rồi theo tiêu chuẩn nào? Tiêu chuẩn của lời Chúa, của phúc âm, tiêu chuẩn của luật lệ giáo hội, của giáo huấn giáo hội, hay là theo cái tiêu chuẩn gọi là ở đời đó, được thua, thắng thua, tất cả những cái nguyên tắc đấy, tiêu chuẩn đấy, nó không phải là nguyên tắc của giáo hội. Chúng ta phải hành động theo cái nguyên tắc của phúc âm, phải có tinh thần siêu nhiên, làm vì lòng mến Chúa, làm vì sáng danh Chúa, làm để mà xây dựng giáo hội, làm để cho tất cả mọi người được biết danh Chúa, chứ không phải làm vì tôi. Thưa anh chị em, quan trọng lắm. Cho nên trước khi mỗi làm mỗi một việc gì đó, chúng ta phải phân định, phải xét coi tôi làm cái điều này vì cái gì, vì động lực nào thúc đẩy. Tôi làm cái này thì tôi nhắm cái gì, hay là chúng tôi giáo xứ làm cái này chúng tôi nhắm cái gì? Có phải là vinh quang Chúa không? Có phải là vì cái động lực siêu nhiên không? Có theo cái tiêu chuẩn của tinh thần phúc âm không? Đó. Nếu chúng ta không có cái sự phân định đó, chúng ta sẽ làm sai. Và khi làm sai thì chúng ta tưởng rằng mình làm ích lợi cho giáo hội, nhưng mà coi chừng chúng ta sẽ làm thiệt hại cho giáo hội. Và cuối cùng lời danh Chúa bị bêu xấu thôi. Cho nên anh chị em nhớ cái lời mà tôi nãy tôi chia sẻ đó, trong thánh lễ lát nữa đây anh chị em sẽ nghe coi, lúc mà rước lễ đó tôi sẽ cầm mình thánh Chúa tôi đọc to kiểu này, và các cha cũng sẽ đọc như thế khi các cha dâng lễ tại các giáo xứ. Xin Chúa cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Thánh lễ nào cũng đọc cái câu đấy, bởi vì đó là điều quan trọng. Cho nên tất cả mỗi việc chúng ta làm là phải có tinh thần siêu nhiên và tinh thần giáo hội. Anh chị em luôn luôn phải xét đi xét lại điều đó trong mỗi một buổi họp, trước mỗi một quyết định, trước mỗi một công việc làm, chúng ta phải phân định để hỏi xem việc này có cái lợi, có cái hại như thế nào, có theo tinh thần siêu nhiên không, có làm sáng danh Chúa không, có đem lại sự bình an và hiệp nhất cho giáo hội không, thì chúng ta mới làm. Hết sức quan trọng thưa anh chị em. Còn nếu chúng ta làm sai, chúng ta tạo sự chia rẽ đó, những người bên ngoài sẽ nhìn vào chê bai, ôi mấy ông này tin Chúa đó, cãi nhau hoài, đấu đá nhau đó, cũng chửi hành, nói xấu nhau, rồi bêu díu nhau trên Facebook đó, rồi cũng ăn thua đủ với nhau hết đó. Đó, giáo hội vậy đó. Thôi tôi đứng ở ngoài, tôi chẳng vào giáo hội làm gì nữa. Tưởng là vào giáo hội ngon, nhưng mà vào giáo hội cũng thấy chia rẽ, rồi cũng đủ mọi thứ chuyện như thế, thì giáo hội xấu quá. Coi chừng chúng ta làm bêu xấu danh Chúa đấy. Phải làm cho sáng danh Chúa kìa. Đó. Thưa anh chị em, những chuyện này nó đơn giản, nhưng mà nó thực sự nó xảy ra thường xuyên trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta bắt chước tinh thần của Thánh Cha trong Thượng Hội đồng đó, là phân định và đối thoại trong Chúa Thánh Thần. Trong mỗi buổi họp của anh chị em phải có biết dừng lại một chút để cầu nguyện trong Chúa Thánh Thần. Không phải chỉ đọc vội đọc vã, đọc mỗi kinh là chúng con là ơn Chúa Thần, hay là cúi xin Chúa sáng soi, đọc xong rồi amen rồi ngồi xuống là quên hết. Không, dừng lại để xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho, để chúng con biết phân định, làm theo ý Chúa, làm sáng danh Chúa, làm theo tinh thần của giáo hội. Trong mỗi buổi họp của anh chị em hãy biết dừng lại, khi trao đổi với nhau đó, dừng lại cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần, rồi xét coi những điều chúng ta đang nói đây này, những điều chúng ta sắp làm đây này, có làm sáng danh Chúa không, có theo tinh thần siêu nhiên không, có làm theo tinh thần của giáo hội không, có làm cho cái công cuộc phúc âm hóa truyền giáo được tiến triển không, hay là làm ô danh Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta bắt chước Chúa Giêsu. Nếu tôi tìm vinh quang của tôi thì vinh quang ấy chả là cái gì hết. Chính Chúa nói câu đấy: tôi tìm vinh danh của Chúa Cha, xin Chúa Thánh Thần ngự đến trên chúng ta và giúp cho chúng ta luôn luôn hành động
theo thánh ý Chúa để làm sáng danh Cha chúng ta ở trên trời. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã ban Thánh Thần để quy tụ chúng ta thành hội thánh của Chúa. Hôm nay các ban đại diện mới của các giáo xứ cũng như của giáo hạt, hội đồng mục vụ của các giáo điểm, các đoàn thể chúng ta quy tụ về đây. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho nhau để mọi người cùng cộng tác với nhau và cộng tác với các vị chủ chân để phục vụ nước Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị chủ chân trong hội thánh, Đức Tổng Giuse, các đức cha và các linh mục trong Tổng Giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa ban tràn đầy ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để các ngài thêm sức mạnh và khôn ngoan, luôn hiệp nhất với nhau và chu toàn sứ mạng lãnh đạo đoàn chiên của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tình bác ái huynh đệ Kitô giáo luôn triển nở trong các hội đoàn của giáo hạt và giáo xứ. Mọi người cùng tích cực tham gia cộng tác với nhau để mọi hoạt động đạo đức trở lên dấu chỉ của giáo hội sống động, hiệp nhất hôm nay. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thành viên của ban đại diện giáo hạt, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo điểm, các đoàn thể trong nhiệm kỳ mới này. Xin Chúa cho họ được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, luôn trung thành trong quyết định dấn thân và đồng tâm nhất trí với nhau trong mọi việc phục vụ cộng đoàn. Xin Chúa nâng đời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay được thấm nhuần tinh thần men, muối và ánh sáng, luôn tích cực tham gia mọi hoạt động của giáo hội và nỗ lực trở nên tông đồ nhiệt thành của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là đấng ban phát mọi ơn lành, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương chúc phúc cho các tôi tớ Chúa đây là những người đang quyết tâm dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn. Xin Chúa ban cho họ ơn can đảm và thần trí khôn ngoan, làm cho họ trở nên những tông đồ giáo dân nhiệt thành trong vườn nho của Chúa và chu toàn trách vụ cách đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ban biết ban thần của con, được khai sinh lên
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con để chúng con đáng phụng sự Chúa tại bàn thờ này và được hưởng ơn cứu độ nhờ năng tham dự thánh lễ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chứng đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ cuộc khổ nạn xưng ơn cứu độ của con Chúa, toàn thế giới đã nhận biết phải tuyên xưng uy linh Chúa, và nhờ quyền lực khôn tả của thập giá thế gian đã bị xét xử và quyền năng của đấng chịu đóng đinh được tỏa sáng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phong sư Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong nước mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse của chúng con, Đức Cha Phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, thương Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con một lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đời trên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa. Ai được ngài chứng minh con phúc đau hơn?
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, ước thi mình vào máu thánh Đức Kitô, giúp chúng con vừa mà chúng con vừa rước lấy luôn bảo vệ chúng con mỗi ngày và gìn giữ chúng con khỏi muôn điều ác hại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Từ đây con kính mời Đức Tổng, Quý Cha và toàn thể cộng đoàn an toàn. Trọng kính Đức Tổng, để tỏ lòng tri ân, quý vị đã nhiệt tình đóng góp công sức vào việc truyền giáo và các công tác mục vụ của giáo hạt Tân Xuân Nhì. Giờ đây chúng con trân trọng kính mời Đức Tổng trao văn bằng tường lệ cho quý vị đã mục vụ của giáo hạt niên khóa 2024 và trao ủy nhiệm thư cho quý vị trong ban đại diện của giáo hạt nhiệm kỳ 2024-2028. Giờ đây con xin trân trọng kính mời quý vị có tên sau đây tiến lên. Xin trân trọng kính mời ông Giuse Bùi Đức, trưởng ban đại diện hội đồng mục vụ giáo hạt nên nhận bằng tường lệ. Tiếp đến, con xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Anton Phạm Văn Đồng, giáo sứ Tân Phú, trưởng ban. Ông Giuse Nguyễn Lê Hoàng Triều, giáo sứ Phú Thọ Hòa, phó ban nội vụ. Ông Đa Minh Hà Mạnh Hùng, giáo sứ Tân Thái Sơn, phó ban ngoại vụ. Ông Giuse Nguyễn Linh Nhạc, giáo sứ Thánh Phaolô, thư ký. Bà Marta Võ Thị Kim Liên, giáo sứ Thiên Ân, thủ quỹ. Xin kính mời quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng quý vị ban điều hành đại diện của giáo hạt Tân Xuân Nhì chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa Đức Tổng và quý cha đồng tế, cũng như quý chức hội đồng mục vụ giáo hạt. Sau đây, ông tân ban đại diện hội đồng mục vụ giáo hạt sẽ có đôi lời tri ân Đức Tổng. Chúng con xin kính mời ông. Trọng kính Đức Tổng Giuse. Kính thưa cha hạt trưởng, quý cha, con xin đại diện cho quý chức, đại diện các đoàn thể công giáo tiến hành cùng cộng đoàn giáo hạt Tân Sơn Nhì kính dâng lên Đức Tổng, quý cha lời chào trân trọng nhất. Kính thưa Đức Tổng, giáo hạt chúng con rất hân hạnh được đón tiếp Đức Tổng. Đức Tổng đã vì tình yêu thương đã giảng huấn cho chúng con để chúng con được hiểu biết hơn về sự tham gia vào đời sống giáo hội. Đức Tổng đã chủ tế thánh lễ tạ ơn, chia sẻ lời Chúa và trao ủy nhiệm thư cho tân ban đại diện hội đồng mục vụ giáo hạt Tân Sơn Nhì niên khóa 2024-2028. Chúng con xin tri ân và cảm tạ qua lời cầu bầu của thánh cả Giuse, thánh quan thầy của Đức Tổng. Kính thưa Đức Tổng và quý cha đồng tế, trong ngày tính huấn hôm nay cũng là ngày mùa chay thánh, là thời gian để chúng con chuẩn bị bước vào tuần thánh. Trong quá trình phát triển, chúng con cũng không quên tri ân đến quý cha quản hạt,
quý cha tiền nhiệm, các quý chức trong ban đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo hạt qua các thời kỳ đã dày công đóng góp sức người, sức của và xây dựng và phát triển giáo hạt đến ngày hôm nay. Chúng con xin cảm ơn cha chính xứ Phaolô, quý cha phó, ban thường vụ đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng con tổ chức tĩnh huấn hôm nay. Kính thưa Đức Tổng, kính thưa quý cha cùng toàn thể quý vị, tân ban đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo hạt chúng con đây cũng chỉ là những con người còn nhiều khiếm khuyết. Chúng con rất cần lời cầu nguyện của Đức Tổng. Quý cha cùng toàn thể quý vị, xin chỉ bảo và hướng dẫn chúng con để chúng con mỗi ngày được hoàn thiện hơn. Chúng con xin hứa sẽ vâng phục và cộng tác với quý cha và quý chức để công việc của giáo hạt chúng con được mọi sự tốt đẹp. Sau hết, chúng con xin kính dâng lên Đức Tổng bó hoa tươi thắm để tỏ lòng cảm tạ và tri ân. Xin Đức Tổng thương đón nhận. Tôi nhìn đồng hồ 11:40, tính ban pháp đành luôn mà các cha bảo đức cha nói mấy câu. Rồi cũng rất là vắn tắt thôi. Chúng ta tạ ơn Chúa đã cho chúng ta một cái buổi sinh hoạt rất là tốt đẹp, thánh thiện. Và tôi tin rằng sẽ hiệu quả. Lần đầu tiên trong cái nhiệm kỳ mới này, tôi đi đến để cùng hiện diện và chia sẻ với quý hội đồng mục vụ. Và đây là lần đầu tiên là đối với giáo hoạt Tân Sơn Nhì. Các hạt khác thì từ từ chắc cũng sẽ tổ chức thôi. Và cái điều ấn tượng nhất là ngày hôm nay tôi thấy rất là đông. Các cái hội đồng mục vụ khác, trong các giáo sư khác thì đại khái thì 200-300, vài 300-400. Mà đây là con số chắc phải lên tới 600-700 nhà thờ này. Đó. Rồi anh chị em lại được có cái sự hiện diện rất là quý báu của cha quản hạt thuật và hầu như là tất cả các cha trong giáo hạt nữa, rất là đông, đông hơn các giáo hạt khác rất là nhiều. Đó là cái điểm son của giáo hạt Tân Sơn Nhì. Anh chị em đang từng bước xây dựng được cái sự hiệp thông cụ thể ngay từ trong giáo hạt của mình. Và tôi cũng cầu chúc cho anh chị em trong cái nhiệm kỳ mới bắt đầu đây, anh chị em gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Chúng ta cứ nhớ đi, Chúa Giêsu nói chúng ta là muối cho đời, là men. Đó. Ở đây tôi đã ví dụ như tất cả đây là 600 người đi. Đó. 600 người chúng ta được Chúa thánh hóa, được Chúa soi sáng. 600 người này về gieo rắc cho những người chung quanh. Tôi ví dụ như một người mà gieo rắc cho 10 người thôi thì đã được 6.000 người rồi. Đó. 6.000 người rồi phổ biến ra, rồi gieo rắc cho mỗi người, phổ biến thêm cho 10 người nữa, thấm cho 10 người nữa, đó là được 60.000 người rồi, thấy không? Rồi giả sử cứ như thế đến 600.000 người rồi. Đấy, cái công tác của chúng ta loan báo tin mừng hay là phúc âm hóa hay là thánh hóa đời là như vậy đó. Anh chị em cố gắng để chúng ta kiến bốc sự sống của Chúa, ánh sáng của Chúa, lời của Chúa trong lòng chúng ta. Đó. Rồi chúng ta về chúng ta chia sẻ cho người khác, thắp sáng cuộc đời của những người khác. Đó, rồi thì làm cho cuộc đời của họ được thấm nhuần tinh thần phúc âm. Để chúng ta tin rằng tất cả công việc chúng ta làm đó là những cái đóng góp quý báu để cho nước trời được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em, chúc mừng anh chị em và cầu chúc cho tất cả các giáo xứ, các cha trong tuần tới này là tuần thánh. Chúng ta
được nhiều ơn phúc thiêng liêng của Chúa, dồi dào tình thương, sự sống mới của Chúa. Xin cảm ơn và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.